nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Câu trầu quả cưới đơn sơ thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, buồn hay sao
cho mắt xanh kia hững hờ. Và dù năm tháng phôi phai, ta quen biết nhau khi tan xuân. Ta yêu thiết tha khi hè sang. Và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện để mùa đông đang cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên không lẽ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những chẳng thay đây, mình không lẽ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi.
lớp con ngựa ngựa ô lớp con ngựa ngựa ô ngựa ô anh thăng cái kiểu vàng anh trà cấm mặt lủng lẳng nồng đen bắp sen lá dặm dây cơm nhuộm thâm chân rồi anh dẫn đồng hồ là đưa ấy a đưa nàng anh đưa nàng anh đưa nàng về Vinh Na là đưa ấy a đưa nàng anh đưa nàng anh đưa nàng về Vinh Na cướp con ngựa ngựa ô con ngựa ngựa ô anh thăng cái kiểu vàng anh trà cơm bạc lục lạc đồng đen bức sen lá dặm dây cương nhuộm thấm căng roi anh đập đồng hồ là đưa ấy a đưa nàng anh đưa nàng anh đưa nàng về Vinh Na là đưa ấy a đưa nàng anh đưa nàng niềm hạnh phúc nhất. Hôm nay xin phép được thay lời cho từ phía bên gia đình là chủ nhân của cảnh thiệp mừng hôm nay và cũng như những người thực hiện chương trình. Chúc mừng quý hội Vương Nguyệt và ban nhạc anh em xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và không quên gửi đến quý vị một lời chào thân thương nồng nhiệt nhất. Vâng, thưa quý vị, toàn thể quý vị thân mến, và chuyện tình yêu luôn là một điều rất kỳ diệu. Thưa quý vị, tình yêu đã đem hai tâm hồn giữa người nam và người nữ cùng quyện vào nhau, và tình yêu làm cho trái tim của người con trai phải trân trọng trái tim của người con gái, để rồi hai trái tim ấy cùng trở nên một nhịp đập hiệp nhất bên nhau. Thưa quý vị, và bản đề ngay chúng ta hôm nay sẽ dẫn duyên của cô dâu Khánh Trâm và chú rể Hoàng Long cũng vậy. Hai anh chị đã đến với nhau từ tình bạn, sẽ đến với nhau bằng tình yêu, và với trọng đại hôm nay thì đôi ngương cùng đến với nhau bằng tình nghĩa vợ chồng. Và quý vị thân mến, và đôi ngương đã cùng nhau đón nhận món quà tuyệt vời của cuộc sống, để cùng nhau nâng niu, cùng nhau xây đắp và để được bến đỗ hạnh phúc tuyệt vời hôm nay. Và hơn hết đã chọn ngày hôm nay tổ chức buổi lễ thành hôn minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng của hai anh chị. Và quý vị thân mến, và đến được ngày hạnh phúc tuyệt vời hôm nay thì chắc chắn rằng mỗi người chúng ta không thể nào quên, lại không kể đến những đấng sinh thành, đó chính là những người làm cha làm mẹ vô cùng kính yêu nhất của đôi nhân hôm nay, phải không ạ? Và giờ đây, để toàn thể quý vị không phải chờ đợi lâu hơn nữa, hôm nay sẽ được trân trọng kính giới thiệu và kính mời về phía đại diện gia đình nhà họ Trai, sẽ được trân trọng kính mời mẹ bà Hoàng Thị Phụng cùng với vị đại diện từ phía gia đình nhà họ Trai. Về phía vị đại diện gia đình nhà họ Gái, sẽ được trân trọng kính mời ba mẹ ông Nguyễn Tây và bà Nguyễn Thị Thập. Và dưới đây sẽ được trân trọng kính mời vị đại diện hai bên gia đình cùng tiến về sân khấu để minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng của những người con thân yêu nhất trong hôm nay. Và một lần nữa, mời quý vị dành những tràng tay thật nồng nhiệt để chào đón vị đại diện hai bên gia đình. Thưa quý vị thân mến, và từ đây trên sân khấu là sự hiện diện của vị đại diện hai bên gia đình để chính thức ra mắt toàn thể quý vị. Và cũng trong giây phút này đây, giây phút mà có lẽ rằng tất cả mọi người chúng ta ai ai cũng đều hồi hộp và mong chờ nhất đã đến. Thưa quý vị, hôm nay mời quý vị hãy cùng hướng mắt về cổng hoa để chờ đón đôi nhân đẹp nhất, hạnh phúc và rạng ngời nhất của chúng ta hôm nay. Mời quý vị hãy cùng nỗ lên những tràng tay thật lớn, thật dài và thật nồng nhiệt để chào đón cô dâu Khánh Trâm cùng chú rể Hoàng Long. Đang vang lên và cùng đứng như rằng chú rể Hoàng Long đã chia sẻ nhỏ to với
người tình trăm năm của mình. Nên cô dâu khẳng trong rằng: em ơi, hãy nắm tay anh, đắm chìm thích phúc ta dành cho nhau. Dù cho cuộc sống thay màu, đừng buông em nhẹ trước sau mặt bà. Vâng ơi, bạn nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Tất cả những ca từ ý nghĩa nhất mà tôi nhận cảm lấy tay anh của chúng tôi, nhạc vọng vang lên kể cho đám đi ngương hạnh phúc cùng tiến về sân khấu tình yêu. Các bác quý thông minh và dưới đây trên sân khấu là sự hiện của vị đại diện hai bên gia đình cũng như đưa ngương hạnh phúc nhất đã chính thức ra mắt toàn thể quý vị cũng như gửi đến quý vị lời chào thân thương nhất. Một lần nữa với niềm yêu thương, mời quý vị hãy dành tặng cho gia đình chúng ta thêm một tràng lời thật nồng nhiệt hơn nữa đi ạ. Được cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị rất là nhiều. Và giờ đây để tri ân những tình cảm của toàn thể quý vị cũng như đến với nghi thức tôn giáo của chúng ta làm dấu để mở đầu khai tiệc mừng chúng ta hôm nay, ngay sau đây cô sẽ được trân trọng kính mời vị đại diện từ phía gia đình nhà họ Trai ạ. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý ông bà thân mến, kính thưa quý thân hữu gần xa và quý bà con, kính thưa các bạn trẻ, hôm nay là người ngày vui trong đài của đài gia đình chúng tôi, cách nhiên là ngày vui trăm năm hạnh phúc của Hoàng Long và Khánh Trâm. Quý vị đã đến đây dành thời gian ưu ái cho chúng tôi, mặc dù trời rất là oi bức nắng nôi, quý vị đã diện những bộ đồ thật đẹp để đến đây để chia sẻ niềm vui đó với chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị là lời chúc mừng cho gia đình chúng tôi và gia đình chúng tôi cảm nhận được trong niềm tri ân và cảm ơn vô bờ bến đó. Tôi xin đại diện gia tộc họ Nhà Trai gửi đến quý vị lời chúc hạnh phúc, sức khỏe và thật đạt nhất. Kính thưa quý vị, tôi có thể báo một cái tin không được vui. Hôm nay là hôm nay cha quản sứ do bệnh viện ngài không thể tham dự với chúng ta được. Do đó tôi xin được bàn phép để làm dấu khai tiệc hôm nay. Xin quý vị chúng ta cùng tập trung. Nhân dân cha và con và thánh thần, là Chúa xin Chúa chúc lành cho những của anh bởi lòng dòng dài Chúa ban cho chúng con dùng trong ngày hôm nay, ngày vui trọng đài trăm năm hạnh phúc của Hoàng Long và Khánh Trâm. Chúng con tha thiết cầu xin Chúa chúc lành cho chúng con. Amen. Bây giờ cái phần nghi thức làm dấu khai tiệc đã xong, xin mời quý vị vui vẻ và ngon miệng. Kính chúc các bạn trẻ chúng ta cháy hết mình trong bữa tiệc cưới ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.